lộ hình ảnh hiếm hoi của ca sĩ Kim Ngân bên chồng và con trai khi chơi hoa đen khiến nhiều người xót xa. Thời gian qua, ca sĩ Kim Ngân bỗng nhiên nổi lên như một hiện tượng trên khắp các trang mạng và các phương tiện truyền thông, thu hút quan tâm, chú ý của đông đảo công chúng trên toàn thế giới, đặc biệt kể từ sau khi danh hài Thúy Nga giúp đỡ và quay clip về Kim Ngân. Những câu chuyện đời tư, cuộc sống cá nhân của cô càng được theo dõi mạnh mẽ hơn. Hầu hết khán giả đều biết Kim Ngân là một ca sĩ nổi tiếng trong thập niên 80, từng có quá khứ đầy huy hoàng và nhan sắc diễm lệ khiến ai cũng mê mẩn. Thế nhưng sau khi ly hôn chồng và không sống cùng hai con gái, Kim Ngân bắt đầu phát bệnh hóa điên rồi đi lang thang đến tận bây giờ. Các hình ảnh thời trẻ của Kim Ngân trên mạng cũng rất ít, khiến mọi người càng tò mò hơn về gia đình của Kim Ngân và con cái của cô. Tuy nhiên trong nhiều ngày gần đây, mẹ ruột Kim Ngân và một số người thân thiết đã mạnh dạn chia sẻ một số hình ảnh hiếm hoi bên chồng con của cô qua kênh Yumi TV và một số kênh YouTube khác. Chúng tôi tổng hợp lại một số hình ảnh hiếm như sau.